Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,11%, hiện tại đứng ở mức 2.331,3 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 105,24 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 1,37%, giao dịch mức 70.980 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,564% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 86,43 đô la Mỹ trên một thùng. Trước đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm khi mà đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau số liệu lạm phát cao hơn dự báo và đã đẩy lùi dự đoán về việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sớm hạ lãi suất. Cụ thể, như quý vị và các bạn cũng đã biết thì Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 3 năm 2024 đã tăng 0,4% so với tháng trước đó và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đều cao hơn con số dự đoán tháng thứ 3 liên tiếp. Giới quan sát cảnh báo rằng sự gia tăng lạm phát hiện nay có thể không phải là tạm thời mà là một xu hướng đáng lo ngại. Chỉ số đô la index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm các đồng tiền chủ chốt đã tăng 1,1%. Lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ cũng đã tăng mạnh sau số liệu nói trên, khiến cho vàng trở nên bất hấp dẫn hơn. Dù được xem là biện pháp phòng trừ rủi ro lạm phát, sự hấp dẫn của vàng thường giảm xuống trong môi trường lãi suất cao. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, một đồng bạc xanh mạnh hơn đã đẩy giá vàng đi xuống, dù vậy thì vàng vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư thế giới. Hiện tại, giới đầu tư dường như không mấy lo ngại với một đồng bạc xanh mạnh hơn rất nhiều và một sự trì hoãn của Fed. Vàng vẫn là loại tài sản trú bão khi mà lạm phát cao và bất ổn cũng như bất định của kinh tế thế giới. Trước đó, theo chuyên gia kinh tế Blue Future, ông Philip Chable cho biết, đà mua vàng vẫn sẽ tiếp tục gia tăng từ khi lạm phát nóng hơn rất nhiều so với dự kiến. Một báo cáo ổn định hơn có thể đẩy giá vàng lên mức 2.400 đô la Mỹ, thậm chí là 2.500 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặc dù cảnh xếp hàng chờ mua bán vàng đã giảm bớt so với những ngày trước đó, tuy nhiên trong trưa nay một số cửa hàng vàng vẫn rất đông người xếp hàng để mua vàng. Cụ thể, trong phiên này, ngày 11 tháng 4 năm 2024, giá vàng nhẫn đã giảm so với ngày hôm qua từ vùng giá 78,5 triệu đồng trên một lượng xuống còn hơn 77 triệu đồng trên một lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá được ghi nhận là khá cao. So với đầu năm thì giá vàng nhẫn hiện tại đã tăng khoảng hơn 10 triệu đồng trên một lượng. Sự tăng giá mạnh của vàng nhẫn tròn trơn trong thời gian vừa qua đã tạo nên một cơn sốt mua bán vàng tại các điểm giao dịch trên địa bàn Hà Nội. Theo ghi nhận, trong sáng và trưa nay, lượng người đổ về giao dịch vàng ở phố vàng Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn còn rất đông. Nhiều cửa hàng còn xếp hàng xuyên trưa để đợi đến lượt mua. Tại các tiệm vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu xuất hiện tình trạng chỉ nhận giao dịch mua vàng vào và không nhận các giao dịch bán ra do lượng người đi mua vàng quá đông. Cụ thể, theo anh Nguyễn Anh Tú, sống tại Đống Đa, Hà Nội cho biết, hôm nay tôi đưa vợ đến để mua vàng nhẫn tròn trơn. Tuy nhiên, do cửa hàng thông báo không có các giao dịch bán ra, nên hiện nay chúng tôi vẫn chưa mua được thêm vàng để tích trữ. Theo các chuyên gia cho biết, giá vàng trong nước những ngày gần đây đang tăng quá nhanh so với đà tăng của thị trường và thế giới. Điều này có thể do hiệu ứng tâm lý và người giữ tiền đang có cảm giác sốt ruột khi giá vàng tăng liên tục không có điểm ngừng. Thêm vào đó, một số đầu mối nhập vàng cũng e dè hơn khi mà cơ quan chức năng đang dồn dập ra quân thanh tra và kiểm tra. Ngoài ra thì việc nhập vàng giá cao cũng đem đến nhiều rủi ro. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng cho rằng người mua nên thận trọng tránh đu đỉnh. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, nhìn chung mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đều quay đầu giảm giá. Tuy nhiên với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn thì giảm giá mạnh hơn rất nhiều. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 82,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 84,20 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vàng và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, còn với giá vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 81,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,82 triệu đồng trên một lượng.
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng giảm 400.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào mức 81,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,90 triệu đồng trên một lượng. Đà giảm này cũng được duy trì ở đa số các hệ thống kinh doanh còn lại. Còn mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác kết thúc phiên này cũng giảm mạnh. Giảm mạnh nhất là với nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và nhẫn bộ số 9 tại Doji. Hiện tại với nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 74,48 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,38 triệu đồng trên lượng, giảm 2 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 2 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng bán ra. Với nhẫn tròn 4 số 9 tại Doji mua vào mức 74,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,40 triệu đồng trên một lượng, giảm 2 triệu 350 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 2 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần cuối cùng của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên hôm nay bằng một phiên tăng, tăng 40 đồng trên một đô la Mỹ cho cả hai chiều, mua vào mức 24.800 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.170 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.505 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.585 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 165 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 135 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo xem nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 8.220.000, bán ra 8.420.000, giảm 200.000 đồng trên lượng mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức cao, ở mức 2 triệu đồng trên lượng, và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.190.000, bán ra 8.390.000, giảm 40.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.190.000, bán ra 8.390.000, giảm 40.000 ở chiều mua, 50.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000, giảm 80.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.205.000, bán ra 8.395.000, giảm 45.000 ở chiều mua, 35.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.220.000, bán ra 8.350.000, giảm 40.000 ở chiều mua, 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.200.000, bán ra 8.370.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng TB Gold mua vào 8.190.000, bán ra 8.390.000, giảm 40.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra thời điểm này đang dao động ở mức 2 triệu đến 2 triệu 060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. SJC Huế mua vào 8.177.000, bán ra 8.382.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.178.000, bán ra 8.382.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.440.000, bán ra 7.610.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.420.000, bán ra 7.550.000, giảm 600.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 7.448.000, bán ra 7.638.000, giảm 240.000 ở chiều mua, 210.000 ở chiều bán. Nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thị Vượng của Doji mua vào mức 7.445.000, bán ra 7.640.000, giảm 235.000 ở chiều mua, 220.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 7.275.000, bán ra 7.475.000. Vàng 18K mua vào 5.428.000, bán ra 5.678.000. Vàng 14K
mua vào 4.167,1 nghìn, bán ra 4.417,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.913,7 nghìn, bán ra 3.163,7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.